Thưa quý vị, chiều nay 26 tháng 6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược. Nhiều vấn đề nóng của ngành dược đã được các đại biểu tập trung thảo luận để góp ý vào dự thảo luật, như việc quản lý các nhà thuốc trên cả nước, quản lý giá thuốc bán buôn toàn chặng, tăng cường hoạt động kinh doanh thuốc trên thương mại điện tử, sự cần thiết quản lý hoạt động quảng cáo thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm. Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành nghị quyết về việc bổ nhiệm chức vụ trưởng ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Chiều nay ngày 26 tháng 6, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã tới điểm thi Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An để kiểm tra công tác kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần tạo tâm lý thoải mái nhất cho các em để có thể hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp một cách tốt nhất. Thưa quý vị, chiều nay tại họp báo định kỳ của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc Công an thành phố Nguyễn Thanh Tùng đã trả lời về nguyên nhân vụ cháy nhà trọ tại phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, làm 14 người thiệt mạng, 6 người bị thương. Trong ngày 16 tháng 6 vừa qua, liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy nhà dân tại thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Giang, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ngay sau đó, ngày 24 tháng 6, một vụ cháy nhà dân tại Đà Lạt khiến 3 cháu bé tử vong. Tình trạng liên tiếp xảy ra cháy nhà dân khiến Thủ tướng Chính phủ đã có công điện chỉ đạo các bộ ngành địa phương tập trung khắc phục hậu quả và triển khai các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng cháy nổ. Nhiều ý kiến cho rằng nhà ở kết hợp kinh doanh cho thuê trọ phát triển ồ ạt nhưng còn nhiều bất cập và cần được quản lý về phòng cháy chữa cháy chặt chẽ hơn. Thưa quý vị, sáng nay trong ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã tiến hành bấm nút thông qua nhiều dự thảo luật quan trọng. Ngày 29 tháng 6, Bộ Công an ban hành Thông tư 28 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông và Thông tư số 24 quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới. Thưa quý vị, mối quan hệ Việt Nam Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước tới nay. Ngoài các hợp tác truyền thống, Nhật Bản sẽ tiếp tục chủ động hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, y tế, giáo dục. Đây là chia sẻ của Tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki trong buổi họp báo mới đây. Sau đây là cuộc trò chuyện của phóng viên VTC1 và Tân Đại sứ Ito Naoki. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, cả nước sẽ có 42 địa phương với 112 trung tâm đăng kiểm có các đăng kiểm viên bị khởi tố do liên quan đến các vụ án tiêu cực. Khi các đăng kiểm viên bị kết tội bằng bản án tại những phiên tòa diễn ra tới đây, sẽ tác động rất lớn đến hoạt động kiểm định tại nhiều địa phương. Dự báo sẽ có ít nhất 36 địa phương thiếu hụt đăng kiểm viên, dây chuyền kiểm định sẽ phải tạm dừng hoạt động. Cụ thể, từ quý 3, quý 4 năm 2024, từng nổi tiếng khắp nơi và là niềm tự hào của người dân Kẻ Bưởi, làng nghề giấy gió Yên Thái, phường Bưởi, quận Tây Hồ đã dần mai một theo thời gian. Để bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống này, điểm dịch vụ du lịch văn hóa và giới thiệu nghề truyền thống làm giấy gió của vùng Bưởi xưa đã được mở ra và dần trở thành điểm đến du lịch văn hóa, nơi du khách có thể tìm hiểu và trải nghiệm nghề truyền thống độc đáo làm giấy gió. Sáng nay, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã kiểm tra một số công trình trọng điểm đang triển khai tại địa phương tỉnh Quảng Bình. Thưa quý vị, tuần sau, phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 sẽ diễn ra trong 2,5 ngày, từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 6, tập trung vào 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, công thương, kiểm toán, văn hóa, thể thao và du lịch. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ phát biểu mở đầu phiên chất vấn, chủ trì điều hành chất vấn đối với từng nhóm vấn đề và phát biểu kết thúc phiên chất vấn. Nguồn vật liệu là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến tiến độ của dự án cao tốc Bắc Nam. Chính vì vậy, trong thời gian qua, các địa phương đã rất nỗ lực tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, sớm đưa các mỏ vật liệu vào khai thác. Bên cạnh đó là nâng công suất khai thác các mỏ đã được cấp phép nhằm đáp ứng nguồn vật liệu phục vụ dự án trọng điểm này. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại Hà Tĩnh. Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và quản lý thuế hiện đại, mới đây Tổng cục Thuế đã tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho 32 cục thuế khu vực phía Nam và hội nghị tập huấn khai thác sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin cho 31 cục thuế khu vực phía Bắc tại tỉnh Lào Cai.
Sau khi 100% các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc đã thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, Tổng cục Thuế yêu cầu tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh bán lẻ xăng dầu thực hiện xuất hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng. Ghi nhận của phóng viên VTC tại tỉnh Hải Dương. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, sáng nay, Quốc hội bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn trong thời gian 2,5 ngày với các lĩnh vực thuộc trách nhiệm của 4 bộ trưởng trưởng ngành, gồm Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Tổng Kiểm toán Nhà nước. Là người đầu tiên đăng đàn trả lời, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đã nhận được nhiều câu hỏi chất vấn của đại biểu về các vấn đề nóng như tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu suy giảm ô nhiễm nguồn nước, khai thác sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng và tài nguyên khoáng sản quý hiếm. Cũng trong chiều nay, trước câu hỏi của đại biểu về hướng xử lý nếu người đứng đầu lãnh đạo quản lý, công chức quản lý trực tiếp trên địa bàn mà để xảy ra tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng gây bức xúc trong nhân dân, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng quy trách nhiệm người đứng đầu ở một cơ quan chức năng cụ thể, ở một công việc cụ thể thì có thể được, nhưng cũng rất cần thời gian nghiên cứu, bởi vì chúng ta ngồi ở đây cũng rất nhiều người là người đứng đầu. Thưa quý vị, chỉ trong vòng 2 năm, ngành đường sắt đã xây dựng 3 khu ga thành trung tâm logistics chuyên phục vụ tàu hàng liên vận quốc tế. Hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ được kết nối trực tiếp với đường sắt Trung Quốc và đường sắt các nước nằm trên tuyến vận tải đường sắt Á-Âu. Tàu liên vận quốc tế là phương thức rất thuận lợi cho doanh nghiệp có khả năng bảo quản tốt mặt hàng tươi sống như hoa quả, hải sản, đồng thời tạo ra mạng lưới kết nối kho ngoại quan, khu hậu cần logistics của các địa phương. Mục tiêu chính của chương trình xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Tuy nhiên, vì thành tích nên một số địa phương ở tỉnh Nghệ An đang có tình trạng nhiều tiêu chí buộc phải chín ép để có thể sớm đạt được và công nhận địa phương về đích nông thôn mới. Thưa quý vị, sáng nay 25 tháng 6 năm 2024 theo giờ địa phương, tại Đại Liên, Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu đặc biệt tại phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Đại Liên, WEF Đại Liên. Như chúng tôi đã thông tin, hôm nay Quốc hội làm việc riêng về công tác nhân sự từ cuối giờ sáng. Theo đó, chiều nay Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 đối với bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Đến nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 có 17 thành viên. Chiều nay, Quốc hội thảo luận tại tổ về các nội dung cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Theo người đứng đầu Bộ Nội vụ, đây là mức tăng lương cơ sở cao nhất từ trước đến nay, góp phần cải thiện đời sống người lao động, tạo động lực, nâng cao năng suất. Chiều nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp tiếp tục tiếp thu, hoàn thiện nghị định quy định chi tiết một số điều của luật kinh doanh bất động sản. Tại cuộc họp, ý kiến của các bộ ngành chuyên gia tập trung thảo luận đến quy định người hành nghề môi giới bất động sản. Trong công điện ngày 24 tháng 6 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố đến các chủ hộ nhà ở kết hợp với kinh doanh cam kết thực hiện giải pháp phòng cháy chữa cháy, nếu không sẽ bị dừng hoạt động từ sau ngày 30 tháng 3 năm 2025. Để ngăn chặn cháy nổ trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu rà soát, sửa đổi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Báo cáo của Bộ Tài chính, bình quân 5 tháng đầu năm nay, CPI tăng 4,03% so với cùng kỳ năm 2023. Trong mức tăng này có 10 trên 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, chỉ có một nhóm hàng có chỉ số giá giảm. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 30%. Mức lương mới được kỳ vọng sẽ bù đắp trượt giá, đáp ứng mức sống tối thiểu của người lao động. Tuy nhiên thực tế nhiều năm nay trước mỗi đợt tăng lương lại có tình trạng giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng theo. Nhiều người lao động bày tỏ sự lo ngại trước vấn đề trên. Hưởng ứng lời kêu gọi đăng ký hiến mô tạng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, sáng nay tại Chùa Quán Sứ, Hà Nội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hội Vận động Hiến mô Bộ phận Cơ thể Việt Nam ký kết phối hợp vận động hiến mô tạng với thông điệp Cho đi là còn mãi và khởi động đăng ký hiến mô tạng tại các cơ sở tôn giáo trên toàn quốc. Thưa quý vị, chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc Biên Bà Chassi.